Chiều nay, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai hai dự án đầu tư công cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, hiện Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng đã quá tải và xuống cấp. Trước thực tế đó, thành phố đã đầu tư nguồn lực lớn để cải tạo, nâng cấp bệnh viện. Cụ thể, hiện đang triển khai đồng thời hai dự án tại đây, trong đó dự án nâng cấp bệnh viện được đầu tư gần 789 tỷ đồng, xây dựng khối nhà 14 tầng với quy mô 399 giường bệnh, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2024. Dự án cải tạo và bổ sung trang thiết bị cũng được đầu tư hơn 790 tỷ đồng, trong đó sẽ cải tạo nâng cấp các khối nhà hiện trạng, cải tạo trung tâm pháp y quy mô 100 giường và xây dựng mới nhà tạm quy mô 250 giường để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh. Các khó khăn vướng mắc đang được các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ để đảm bảo thi công dự án theo đúng tiến độ. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu Ban Quản lý Dự án và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ hai dự án đầu tư công tại đây, đặc biệt là dự án cải tạo và bổ sung trang thiết bị bệnh viện. Trong đó, sớm nghiệm thu khối nhà tạm để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cũng như mặt bằng thi công các khối nhà. Quá trình thi công dự án cần đảm bảo an toàn hoạt động bệnh viện và các hộ dân xung quanh. Các sở ngành liên quan phối hợp, tham mưu sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo dự án thi công đúng tiến độ.